Sau này mình sẽ chỉ mở hộp thôi. Thứ nhất là để lấy bằng chứng là ui. Quay video mở hộp đã. Thấy ra cái tình trạng vấn đề gì phát sinh thì mình sẽ có bằng chứng để xem xét. Hộp khá đẹp. Bên Trung Quốc, mùa cao sao Trung Quốc thì hầu hết họ họ chỉ có mỗi cái túi bóng như này, mỗi cái túi bóng có cái bóng chống vào đập này, ngoài ra chả có cái hộp giấy biết gì cả, khá là sơ sài. Đây mình chọn đặt dây da, dây da nên là giá sẽ cao hơn cái bản dây silicone 45 50k. Và trời tối này nên là mình khá đẹp đấy. Hút luôn vào tay. Bắt điện thử. Ui, cảm biến đo nhịp tim đo luôn này. Theo cái thông số kỹ thuật thì trên web gọi vào con này màn hình IPS, nhưng mình nghĩ là nó cũng không được IPS lắm, cái chất lượng như thế này. Đây mình có một con Tiquid này, Tiquid RS này. Chất lượng như nhau. Con giờ S, con tích vít giờ S này độ phân giải màn hình là 320x320, nhưng mình nghĩ chắc chỉ 240x240 thôi, bởi vì nó chả khác gì, các điểm ảnh nó chả khác gì màn 240x240. Mình nghĩ đây là thông số fake. Chứ 320x320 nó phải mịn hơn. Mà cái này có vẻ vàng, cái này có vẻ mà nó có vẻ vàng. Được rồi, mình sẽ đi qua một số tính năng. Chứ đeo cái dây vào nữa. Đeo dây vào. Cái này dây chắc dây 22. Mà dây 22 thì mà con này khá đẹp, nhái con Huawei Watch GT 2 Pro. Cái cảm biến nhịp tim này là khá là xịn đấy. Tương tự như là Tiquid. Nó có ba cái chấu này. Bốn cái đèn như này nó có thể theo dõi nhịp tim 24/24 liên tục 24/24 đấy. Thank you.
dây khá là nhẹ nha. Mình sẽ đeo đeo thử đây. Cổ tay mình cổ tay 17.5, gần 17.5. Đẹp đấy chứ. Bây giờ đeo khá thoải mái. Mình không thích cái dây silicone của bọn mấy con này nè, có con đĩnh quét con này nữa. Để mình thay cái dây con Hino Solar LS05 vào đây, nó mới mềm này. Con dây của nó đeo khá rất chán luôn, đeo rất khó chịu tay. Rồi con này cái đó là đẹp. Rồi mình góc đi qua một số phần thôi. Cái mặt này mặt thiên về uầy, để cái mặt này thì quá ngầu luôn đấy. Mặt cổ tay con này phải nói là nhạy nhạy, mình đánh giá là theo cái cảm nhận ban đầu như này là nhạy hơn cái con tích quýt này một tí. Con tích quýt này nó cũng khá nhạy đấy, nhưng mà rồi mình sẽ so sánh ở video sau. Giờ này thì đánh giá qua thôi, chưa kết nối app biết gì cả. Đây thì đây các cái chức năng của nó là như này đấy. Phải đo hay đo chụp 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 đo cái gì, nồng độ gì đấy, mở được SPO2 đây. SPO2 thì cũng rồi, mấy con đồng hồ này nó tham khảo thôi. Sẽ gửi đây trong vườn người đặt thì chẳng có cái gì, mấy cái bờ này không cài đặt được độ sáng thời gian sáng màn hình ở đây. Chúng nó đẹp này, đeo này để mà đẹp thì quá đẹp, rất đáng để mua. Mình mua con này tên là E13 smartwatch. Cái mặt kính của nó rất là bóng, độ hoàn thiện hai độ hoàn thiện thì nói chung là mấy con này tương tự nhau thôi. Cái này của nó viền sần sần này, nhám này, không nóng bóng, mình thích cái kiểu nhám như này. Cái nút này thì nó không thể làm được giống với con watch Huawei được. Huawei là nó chạm cái họa tiết sần sần. Video sau mình sẽ đánh giá chi tiết hơn và các tính năng cũng như là cái xem cái đối với app thử xem nó hoạt động ổn định không.